Ngon ngon. Lần này ăn khỏi dính tay nha. Giỏi á. Con nhả hết rồi. Ăn từ từ thôi con. Ăn giỏi nha. Ăn thêm là ăn thêm cà rốt nha con. Wow, kéo sợi dài luôn, kéo ra luôn. Đó, đúng luôn. Ngon quá, sợi phở ngon không? Ngon à? Ngon không con? Ăn cà rốt nữa cho có chắc nha. Cà rốt ngọt không? Chụp chụp chụp. Cầm ra, tập cầm ra khỏi dính tay nha. Ngon không? Cà rốt ngon này. Phải không? Cà rốt ngọt lắm con. Thích ăn cà rốt à? Mai mua gì luộc ăn tiếp nha. Cà rốt khoai tây. Chú, anh đã dâm nhiều dữ rồi. Uống từ từ thôi con. Ta sạch con, sạch mũi rồi con. Thấy không? Uống từ từ thôi, uống từ từ thôi. Nha, từ từ uống một chút một. Còn nhiều lắm. Uống hết rồi mẹ pha cho, uống từng nhanh dữ rồi. Còn quá trời này.